Tươi nha, tươi nha. Rồi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, Diễm Bình nói đi. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ đi sinh nhật nha. Bây giờ Huy sẽ đi sinh nhật của Tuyết Nhung. Bây giờ xe đang đợi, xe đang tới. Đang đứng trước ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Huy đã có mặt tại công ty truyền thông Khang. Và ngày hôm nay là một cái video của hai bé nhân ngày sinh nhật đó, Tuyết Nhung và Cát Long. Đấy, không khí ở đây rất là tấp nập rồi. Mọi người đã chụp hình đây nhiều lắm. Đấy, 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 đấy. Đây là Tuyết Nhung và Cát Long cũng đã xuất hiện rồi. Nè, vô. Thảm đỏ, vô thảm đỏ đi, vô thảm đỏ đi. Vô bên trong kìa, bốn đứa mình chụp tấm đẹp không? Động chị tấm luôn, ông giữ. Để đây cậu giữ cho. Đánh tấm không? Hả? Chứ không có keo. Đừng leo đào nha. Vậy hả? Keo không cho, cho cậu miếng keo luôn. Có trong. Rồi. Tương bừng khói lửa. Đó. Ê, mà bốn đứa mình chụp tấm hình đi đã. Đợi xíu nha, nhanh nhanh khẩn trương nha. Đi đi từ ngoài đi vô nè, mọi người đi từ ở ngoài đi vô nè. Rồi giơ tay nha, chào nha, tươi nha, rồi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi Diễm Bình nói đi. Xin chào mọi người, cùng đến với một đêm nhạc đặc biệt có hôm nay tại sân khấu của phim trường truyền thông Khang. Và hiện nay sau lưng Diễm Bình đó chính là một và đây là những người đã yêu mến Tuyết Nhung, yêu mến Cát Long đã cùng đến đây và ủng hộ cho hai em và cháu. Và kính thưa quý vị, có một điều nữa rằng, một điều mà Diễm Quỳnh thấy rằng là 80% người mà Diễm Quỳnh gặp ngày hôm nay, không phải nói là 90-95% luôn, đều là những người yêu mến Tuyết Nhung hết, có đúng phải vậy không? Rồi đi lên nè. Chúng ta vào đây cùng chúng mình giao lưu với công chúng. Tiến tới nha, tiến tới nha. Lực lượng hùng hậu quá. Vui lên nha. Vui lên rồi mọi người vô chụp hình nha. Quá đẹp luôn. Hello. Xuất sắc nha. Rồi cô ơi cho nhờ xíu ạ. Rồi, đẹp mà. Nha. Rồi cái nữa luôn nha. Rồi từng tớp mình sẽ chụp. Ok. Mọi người chụp xong thì ra bên đây dùng trái cây nha, uống nước nha. Đến giờ là mình sẽ vào xem show thôi. Dạ. Hả? Có ai chụp hình cho chị tấm hình đi con. Ta chưa có cái intro đầu nhân tâm. Diễm Quỳnh ơi. Xong rồi. Cái này có cái mic trong tâm. Cái này có cái mic không? Quá trời hậu cần. Quá trời hậu cần. Ủa sao giờ không lên đồ đi anh? Ủa vậy luôn hả? Trời trời. Không có nghe. Cái mic đó gắn vào điện thoại mở ghi âm lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi 1 2 3 1 2 3. Cái nữa nha, 1 2 3. Rồi. Anh có mặt lại đây rồi. Đó, vest đẹp không? Đó, hôm nay là chuẩn bị một bộ đồ vest mới rồi nè. Hôm nay là chúc mừng Chắc Long với lại Tuyết Dung sinh nhật vui vẻ. Dạ, con có ơn cậu quà cáp thì sẵn. Thôi quà cáp sau đi nha. Nhớ có quà chứ. À, đúng rồi. Cho nên là hôm nay chúc hai cháu là thật là thành công và rực rỡ trên sân khấu. Yeah, có nhiều live show bự luôn nha. Chị Quỳnh có lời chúc đi. Dạ hả? Thì hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt, một cái đêm nhạc của Tuyết Dung và Chắc Long. Thì chị Quỳnh cho cháu và em sẽ có một đêm nhạc thành công tốt đẹp và lúc nào cũng thăng hoa trên con đường nghệ thuật của mọi người hết. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ cho Tuyết Dung và Chắc Long trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuyết Dung ơi, cảm ơn đi. Cảm ơn mọi người đi. Mọi người đã xem vlog của Ta sẽ cùng đi vào bên trong chuẩn bị nha. Chơi quá. Đó, mọi người thấy không khí không? Không khí rất là hoành tráng luôn á, như một cái fashion show gì đó. Đi dài từ đây trong kia đây ra đó. Hả? Bây giờ nói là có bạn kia thì phải có mà. Rồi hôm nay Huy đã có mặt ở đây và có hai chị cũng cầm hai bó hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ cho Huy hỏi chút xíu là cảm xúc của hai chị như thế nào khi đến với dự sinh nhật của Tuyết Nhung với Chắc Long? Thấy là thấy vui. Vui. Sao nữa? Hồi hộp. Rồi. À, khán giả của chị Nhung. Cảm ơn chị đã yêu thương gia đình nha. Không biết chị có lời chúc gì cho hai cháu không? Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi hôm nay hai bó hoa đẹp quá. Hôm nay giờ tụi chị chuẩn bị đã lâu không? Trời, nôn nao từ, nôn nao từ sáng giờ hả? Chưa, là phải đi làm tóc rồi, trang điểm thì đó. Nghe nói là sau sinh nhật được chuẩn bị rất là chỉnh chu và trang trí các cái backdrop rất là đẹp. Chị có thể giới thiệu tên chị được không? Mình tên là Quế Lan. Quế Lan. Còn chị? Như Quỳnh. Hai chị cũng là fan của Nhung luôn. À. Fan của chị thì Nhung. Dạ, yeah, cảm ơn. À, yêu luôn phải không? Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị coi show vui vẻ. Dạ. Nói. Hello, xin chào mọi người. Diễm Quỳnh xin kính chào quý vị. Đây là hai gương mặt sẽ góp phần đặc biệt trong thành phần ban tổ chức của chương trình ngày 30/8/2024. Một chương trình mà có thể nói rằng 100% số lượng khán giả ở đây đang chờ đợi. Vì đó tất cả hầu hết là những khán giả của chị hai Phi Nhung. Và Diễm Quỳnh xin giới thiệu quý vị, ngày 30/8 là một đêm nhạc thiện nguyện và ẩm thực chay để chúng ta cùng gây quỹ trùng tu Pháp Đặc Tự. Và Pháp Đặc Tự là nơi nào? Bình Phước, và đó chính là cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung vòng tay Dưỡng Tử. Xin giới thiệu quý vị, đầu tiên đây chính là CEO Nguyễn Thanh Huy, mà chúng ta thường được biết đó là Huy Family. Đó là gia đình của chị Phi Nhung, và cậu sẽ là một, và tôi nói rằng là sau khi phụ với nữ minh viên thôi, cậu sẽ là phó ban tổ chức của chương trình ngày 30/8. Và cậu có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không ạ?
Thì thực ra đây là cũng cái chia sẻ của sư phụ cũng rất thời gian rất là lâu rồi và mong muốn của sư phụ, cho nên là trước ngày nhập vào chung thì sẽ muốn hoàn thiện cái máy ở trên, cho nên là thủ quy cũng như là ekip sẽ tổ chức cái chương trình ngày hôm nay cho sư phụ, để sư phụ mong rằng sư phụ sẽ có đầy đủ kinh phí để có thể trùng tu được pháp lạc, cho nên là mong muốn tất cả mọi người sẽ cùng đồng hành cùng với lại ekip của tụi Huy để có một cái chương trình đẹp và hay nhất và ý nghĩa nhất, và mang lại cho sư phụ một cái niềm vui nho nhỏ trước ngày đám giỗ của Nhung. Vâng ạ, và kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì để thực hiện một cái chương trình tại một cái sảnh nhà hàng á, thì chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều khâu, vừa phục vụ cho quý vị ăn nhạc, vừa phục vụ cho quý vị ăn chay. Thì bên ẩm thực chay chúng tôi được đơn vị tài trợ chính, đó chính là Buddha. Nhà hàng Buddha sẽ nấu tất cả là 5 đến 6 món, bao gồm cả món tráng miệng, để phục vụ cho tất cả quý vị do chính những đầu bếp tài năng của Buddha chay. Còn để thực hiện chương trình âm nhạc của chúng ta một cách trọn vẹn, chúng ta phải có đèn không âm thanh ánh sáng. Thì bây giờ Dũng Quỳnh xin giới thiệu quý vị, đây là chính là cô bé ca sĩ Sponsor Jami, the spawn của chương trình chúng ta và là giám đốc của công ty Mini Event, sẽ tài trợ hoàn toàn âm thanh và ánh sáng cho chương trình của chúng ta vào ngày 30 tháng 8. Một cô gái rất xinh đẹp phải không ạ? À? Bây giờ Mi có điều gì muốn nói với mọi người không? Thật ra thì khi mà nhận được cái lời của chị Quỳnh á, thì em rất là mừng và cũng rất là hy vọng mình góp được một phần nào đó để giúp cho cái ngôi chùa mình hoàn thiện hơn, và hy vọng sắp tới đây tất cả mọi người sẽ cùng đồng hành với tất cả ekip của em để hoàn thành hơn, để mang đến cho mọi người cảm ơn Mimi rất là nhiều. Và đây là ca sĩ Trà My đang vươn lên, có người nói một ngày có lẽ sắp tới là cũng phải nhờ cậu hơn rất là nhiều. Mimi chọn một cái dòng nhạc riêng cho cậu là dòng nhạc băng áp chuyện tình, dòng nhạc tình ca. Thôi thì chúng ta sẽ nói câu chuyện đó sau. Còn câu chuyện của ngày 30 tháng 8 đó chính là ba loại vé: Super VIP, VIP và Normal, và chúng ta gọi tiếng Anh đó là Regular. Thì là cậu dự định là Super VIP là bao nhiêu vậy cậu? Super VIP sẽ là 1 triệu đồng. Còn VIP là 700 ngàn. Và Regular? 500 ngàn. Wow, chỉ có 1 triệu 700 và 500. Chúng ta còn được ăn Buddha chay. Trời, xem 19 tiết mục ca nhạc. Và hiện nay là đang dự định có thêm một gương mặt đặc biệt của ngôi sao sân khấu nữa là 20 tiết mục ca nhạc luôn. Quá trời rẻ bèo luôn. Đã vậy mà còn gọi là cúng dường nữa quý vị. Đến chương trình mua vé xem ca nhạc mà coi như là ủng hộ cho lại chương trình của chúng ta nữa. Và đó là một nơi đâu xa, đó chính là ngôi nhà thân yêu của chị Hai chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn yêu thương chúng tôi và hãy tiếp tục yêu thương chị Hai bằng cách giúp đỡ cho ngôi chùa, ngôi nhà của các bạn nhỏ và chị Hai yêu thương đang được hoàn thiện. Một lần nữa xin được hẹn sớm gặp lại quý vị. Chưa, hôm nay mình đi sinh nhật nha. Hôm nay mình đi sinh nhật, quan trọng là mình phải chúc mừng sinh nhật. Mình đi sinh nhật lại chút xíu đi nào mời. Đây là nhân vật chính nha. Đây là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, và cậu Huy với lại chị Diễm Quỳnh với lại mọi người cũng đến chúc mừng sinh nhật cho bé Tiết Dung, và không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật. Chúc hai bé là sẽ là một cặp đôi mới trong làng âm nhạc Việt và vươn tới cả hai ngoại nữa. Cho nên là Huy hy vọng là hai bé sẽ phấn đấu và có một đêm diễn rất là thành công, và chúc mừng sinh nhật. Xin cảm ơn mọi người. Rồi. Ai trẻ trẻ thì mình ngồi vô nha. Dạ, đếm 1, 2, 3 đi cậu. Rồi, chuẩn bị nha, chụp hình trước nha. Chúng ta phòng tư chụp hình trước nha. 1, 2, 3 chụp hình nha. Cười tươi. Rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị happy birthday nha. 1, 2, 3 happy birthday. Cái cao quá nha. Lặp lại lần nữa hả? Lặp lại lần nữa nha. Chụp coi sao nhẹ nha. Cái cô chơi thì chơi cao lên, cô dưới thì chơi dài cho nó đẹp nha. 1, 2, 3 happy birthday. Tươi lên. Rồi đi thẳng vô luôn, chương trình bắt đầu rồi. Anh cho em chụp 5 hình nha anh. Anh cho em xin em được không anh? Cảm ơn cho em ạ.
Anh làm cho em xin em có hình. Chụp ở đâu, chụp ở đâu? Không biết. Đợi cái đuôi cho anh thôi. Lâu lâu rồi. Ai bấm chùm, ai bấm chùm. Đứa bé bấm chùm đi. Không biết. Nội bộ đi đường đó không hiểu sao mà khán giả không đi đường đó được. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Em chụp cho. Rồi nhìn nha, 1 2 3 2 3 tắm đó nha, 1 2 3. Xin chào hai chị, hai chị đến từ đâu? Đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Cảm xúc của hai chị đến đây dự sinh nhật như thế nào? Hôm nay hai chị đến đây là show sinh nhật của Bác Long và Kim Dung. Hai chị cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc mà mấy ngày nay hồi hộp chờ đợi đến từng ngày từng giờ để dạ. Hai chị có lời chúc gì cho hai cháu không? Lời chúc đến Bác Long và Tuyết Nhung luôn luôn mạnh khỏe, vượt qua mọi khó khăn để đạt được cái thành tích của mình và vạn nguyện mọi ước mơ. À, rồi đây là món quà của hai chị nè, đó mọi người thấy chưa? Chuẩn bị từ lâu chưa? Luôn luôn cùng nhau đi trên con đường nghệ thuật. Dạ. Chị có mong muốn về cặp đôi này sẽ đi xa hơn nữa không? Có chứ, đấy chị cảm thấy mong muốn là hai em này luôn nắm tay nhau, dìu nhau tiến bước trên con đường nghệ thuật và tình yêu của họ. Dạ. Để mang lời ca tiếng hát đến cho khán giả của muôn nơi. Chị có, chị cũng là fan của Nhung hay sao? Tiếc Phi Nhung. Chị hai Phi Nhung. À. Dạ. Cảm ơn hai chị đã đến chung vui với hai cháu nha. Và chúc hai chị nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Vô đây. Chúc giờ chúc đi. Rồi, Huy chào à. À, em với lại chị nha. Hôm nay mọi người đến với lại live show birthday của Tuyết Nhung nè. Mọi người có gửi lời chúc gì cho hai em, hai cháu không? Chị chúc cho hai đứa luôn luôn ngày càng còn em của anh chúc là cũng gần giống như vậy, rồi của anh thêm một câu nữa không ạ, đó là chúc cho Tuyết Long và Tuyết Nhung thì chúng ta sẽ đạt được tất cả mọi người dự định mà hai bạn đặt ra, chúng ta sẽ Tuyết Long và Tuyết Nhung sẽ có tất cả mà sự vất vả. Rồi chị với lại em đã chuẩn bị cho cái đêm nhạc này từ bao lâu rồi, mình đã mua vé bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, từ lúc mà có thông tin là của anh ấy, từ lúc mà đã cùng với nhóm hát sẽ chia là cũng đã lên kế hoạch là ngày hôm nay là dù cho bận bị công việc riêng như thế nào là mấy chị sẽ sắp xếp để có mặt là hai bạn đã đến từ gánh hát sẽ chia hả? Wow, chúc mừng, anh cũng hay coi trên đó cho nên là chúc mừng hai em. Và nhân đây là trên cái kênh YouTube của anh thì mọi người có thể chia sẻ chút xíu về cái gánh hát sẽ chia của hai bạn được không? Dạ, hát sẽ chia thì là một nhóm hát đã thành lập là hơn 7 năm rồi. Và là tình cờ là của anh biết được ở Chắc Long trước. Dạ. Sau này là bắt đầu là bé Tuyết Nhung cũng vào tham gia. Thì là cho nên là thực ra là gắn kết cũng đã lâu rồi. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì là càng ngày hơn. Và đương nhiên là những cái live show của Chắc Long và Tuyết Nhung mà có cơ hội, có dịp mà nếu mà rảnh thì của anh và cái gì cũng như là tất cả các thành viên cũng cố gắng có mặt để ủng hộ cho những đồng đội của mình. Của anh có thể chia sẻ thêm về cái khánh hát gì nhà sẽ chia được không? Dạ, hát sẽ chia thì như anh nói là do một nhóm hát thiện nguyện, 100% chi phí mà nhóm kiếm được từ các mạnh thường quân ngoài đi hát ở bên ngoài đường phố thì sẽ chi trả phí 100% cho các bé ở đồng 1, đi đồng 2 với lại là truyền thống huyết học. Dạ. Rồi anh Huy cũng chúc cho gánh hát sẽ chia sẽ thành công hơn nữa và được nhiều người quan tâm tới và ủng hộ nhiều hơn ha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Anh về chưa?
Dạ ok, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh chị. Rồi đi vô trong đi ông, nên em mưa con. Đây. Chờ chờ xíu. Chú yêu thương chưa? Đó, quá trời, quá đất luôn. Quá trời sự yêu thương của các cô chú luôn nè. À, vô cái bật mí được hai cái này trong đó không? Trời ơi, hai thùng quà to đùng này mọi người ơi. Hai thùng quà to đùng không biết cái gì trong này luôn á. Bây giờ tí mình phải đập hộp mới được. Trời ơi, bật chính nè. Đây. Để hả? Chào đi. Chúc mừng, chúc sinh nhật chị đi. Mừng sinh nhật chị. Hello. Chúc thầy cậu nha. Thắp hương cho mẹ chưa? Đây là cái bánh sinh nhật nha mọi người. Đây. Bánh sinh nhật này. Trong này. Còn đây là hai cái thùng quà bự nè. Bí mật từ mấy chị đến từ đâu vậy? Đến từ FC yêu thương của hai đứa Sóc Lâm và Tiết Nhung. À, FC hai đứa và xuất sắc luôn. Nhóm yêu thương. Nhóm yêu thương. Anh từ bán con. À, nhóm yêu thương. Này có nghe Bảo Bảo nói hai cái thùng này giờ biết sao. Tí về lên nữa. Bất ngờ luôn hả? Đúng rồi. Bất ngờ. Chúng ta sẽ chờ đợi nha. Chúng ta sẽ chờ đợi nè, đây là nhóm yêu thương nè đó, nhóm yêu thương nè đó. Và đây là toàn cảnh không gian của sân khấu, mọi người thấy có đẹp không? Bỏ vô đó trở về luôn hả? Hôm nay thì vé đã sold out rồi và có trên 400 vé có online đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong sân khấu để mình xem mọi người chuẩn bị như thế nào nha mọi người. Và ở phía trước hàng ghế khán giả thì có những ai, mọi người hãy cùng theo chân Huy vào bên trong nha. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu chương trình rồi. Chị Phương, ủa Phương quên rồi, chị quên rồi. Phương nói gì đi. Chào mọi người. Hiện tại thì Đức Hiếu đang có mặt tại Miniso HD của Tiết Nhung và Sóc Lâm. Trời áo hiệu quá. Em là những ấn tượng được khán giả. Thành gọi này sắp đi, bắt đầu sắp đi rồi. Thank you do dịch. Thank you people, welcome to birthday. Birthday. Welcome to birthday. Tiết Nhung mình Sóc Lâm hả? Tiết Nhung mình Sóc Lâm. Chúc gì rồi? Lý quá trời. Bây giờ cho ly trà sữa đi. Nó giỡn á. Mới đáp sân bay hả? Bản quyền và độc quyền của ekip Sóc Lâm và Tiết Nhung trong buổi tối nay. Vào đây luôn được không? Ai? Ai? Ôi vậy hả? Nè. Chúc chị đi. Baby family đó. Trong cái khuôn viên ấm áp như thế này thì rất là hạnh phúc thay cho chị. Chị và anh Minh Tông ở đây là sẽ thấy rõ sáng, hát và hay và nói nào cũng được. Vì cái dễ yêu thương như thế này. Rồi, tiếp theo là Jizuno. Hello. Đấy.
ngày hôm nay thì Gino và bé Thiên Ngân đến đây để mà ủng hộ tinh thần cho Tiết Nhung cũng như là Sắc Long. Chúc Tiết Nhung và Sắc Long có một đêm diễn thật là hoành tráng, thật là tuyệt vời và sẽ để lại dấu ấn trong lòng khán giả thật là nhiều. Và hy vọng là hai em sẽ phát triển ngày càng mạnh nhiều hơn nữa. Và là phải là mini show và tiếp theo sẽ là những live show rất là lớn của Tiết Nhung và Sắc Long. Yeah. 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 Anh em mình sẽ cố gắng nha. Đó, cặp đôi mới nữa nè. Cặp đôi này cũng mới. Cúc tên gì? Ai biết tên đây đó? Dạ, hậu trường chuẩn bị quà. Hậu trường chuẩn bị quà. Dạ. À, ai hả? Ở xuống vô đá gia đình, vô đá nhạc quà với người ta. Chào chị. Dạ, đứng ở đây trước nha. Dạ, lát tụi con xuống dưới. À, xin chào chị, đầu tiên chị giới thiệu chị tên gì? Ở đâu? Em tên là Võ Thị Thu Thủy. Chị Thủy, chị đến từ đâu ạ? Em đến từ Đài Loan qua. Ơi, Đài Loan luôn. Ủa vậy chứ, về Việt Nam mấy ngày rồi, sao ở đây? Về 4 ngày thôi. Dạ, về 4 ngày rồi ghé lên xem show luôn hả chị hả? Dạ, xin mời chị Thủy hãy đoán ca khúc đầu tiên của Sắc Long và Tiết Nhung là ca khúc gì ạ? Chim tâm sự. Yeah. Dạ, rồi, chính xác. Qua cho chị Thủy trong ngày hôm nay dạ. Qua đâu rồi? Dạ. Trời ơi, dễ có quà quá trời quá đất luôn, trong đây có gì ngon quá vậy ta? À, trời ơi, bánh trung thu của Bảo Bảo Food là cái này nãy giờ tao hỏi nhiều lắm nè, để biết mình quảng cáo xíu có gì bán được bán luôn. Dạ, áo FC của Sắc Long và Tiết Nhung. Áo này em biết có bán hay không nữa của hai đứa từ đó? À, không bán, đúng rồi. Dạ. Và đây là bánh trung thu thập cẩm của Bảo Bảo Food, thưa quý vị. Dạ. À, bây giờ cho em hỏi quý vị là ở đây có ai là FC của Sắc Long trước đây không? Ví dụ là đã theo Sắc Long từ trước đây rồi, trước khi mà em nói là gia nhập vô gia đình của em Long vui hơn, ví dụ vậy á, là FC của Sắc Long từ trước đây luôn, phải không ạ? Không. Ý quá trời mà nó cứ tiêu cho tới lớn. Dạ rồi chị, nghe em hỏi chị, chị có biết quê của Sắc Long đâu không? Đó gì kỳ vậy? Chị ơi, xin chào người đẹp. Chị biết quê Sắc Long đâu không? An Giang. À, Kiên Giang hả? Trời ơi, xa quá à. Xa quá, quê em chưa tới đó. Mày qua nói Cà Mau quá là xỉu rồi. Dạ dạ. Đâu đó. Dạ đi xuống dưới hồi nãy cháu phải rồi, dạ đi thẳng xuống dưới nè. Đây mặc đồ đẹp có lạc lãng chút xíu. Chị Thanh nha, chị Thanh đi ha. Ở đất nữa. Chị Thanh. Trời ơi, kỳ nhớ tay qua con hỏi quê ở đâu. Kỳ vậy, ở đâu ạ? Châu Đốc, An Giang. Dạ chính xác chưa ạ? Dạ, một chào quán tay thật lớn, xin cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ cho em hỏi, vậy thì nếu như mà quê của Sắc Long ở Châu Đốc, An Giang, thì quê của nhỏ nhà mình là Tiết Nhung ở đâu vậy ta? Ủa gì anh nói Kiên Giang vậy? Lên Kiên Giang quá à, Kiên Giang mình đẹp lắm hoài à. Ờ, Duy ra cái điện thoại của chị mà nó hiện hình em lên, em chỉnh lại giùm chị với coi. Đầu ghê luôn. Dạ. Dạ dạ, cho mời mời bà nha. Dạ mời cô. Dạ. Cô biết quê của Tiết Nhung ở đâu, cô giới thiệu cô tên gì đi ạ? Quê Tiết Nhung ở Nha Trang. Quê Tiết Nhung ở Nha Trang có đúng không ạ? Đúng. Mẹ ơi, khoan thôi để con hỏi. Chứ hồi nãy con hỏi cháu con nói không phải vậy. Bây giờ con hỏi chính xác người sinh ra luôn. Con chào cô, coi quê của Nhung ở đâu, chính xác là ở đâu cô? Dạ, bây giờ không cần cãi nữa. Quê của Tiết Nhung, chính xác mẹ của Tiết Nhung sinh ra nói rằng ở Nha Trang. Một đàn quán tay thiệt lớn. Ủa con mà nãy con hỏi Tiết Nhung nói ở Củ Chi á. Rồi, lát lên nói chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn rồi. Cảm ơn xin gửi cô một phần quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn quý vị. Dạ, tại vì phải con phải đính chính là tại vì con tính là nơi con sinh ra là ở Củ Chi. Thì con nói quê con là ở Củ Chi. Còn quê Nha Trang là gốc của con. Dạ, tổ tiên mình ở Nha Trang. Dạ. Còn nơi mình sanh ra là ở Củ Chi. Dạ. Nhưng mà theo cô á, theo cô là con ở quê ở đâu? Con cũng biết luôn. Trời ơi, mẹ chị phải hỏi cô. Rồi. Rồi mẹ trả lời rồi, mẹ trả lời là ở Nha Trang. Tại vì có lẽ mẹ cũng theo truyền thống của người Việt Nam mình thì là giống như là tổ tiên của mình nó là ở đâu đúng không dạ cô? Tổ tiên quê cha mình ở đâu á?
đổi đâu thì sẽ được tính ở đó, có đúng vậy không quý vị? Ở trong Việt Nam nó tính vậy, em biết đúng không nữa. Thôi tối về ra bộ hỏi sao ha. Dạ, thêm chào có tay được lớn đi cho Thiết Dung ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì hôm nay có một vị khách mời, một người khách mời rất là dễ thương. Và cô bé này có thể nói rằng là trong ba chị em thì cô bé này là có một cái sự thân thương, thân thích với Thiết Dung rất là nhiều. Hai chị em lúc nào cũng đi đôi với nhau cả. Và trong những cái dịp đặc biệt này thì đáng lẽ hôm nay Ngân là có một cái buổi học, nhưng mà Ngân cũng nghỉ để đây với chị Nhung. Mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay cho sự góp mặt của Phạm Thiên Ngân. Và cô mời Ngân Wow. Trời ơi, tay quá trời tay luôn rồi. Quý vị có nhận ra Ngân không ạ? Ngân nhà mình nè. Ngân ơi, hôm nay con đến đây và từ nãy giờ là con ngồi con nghe chị của mình hát là cũng được 4 bài rồi. Trong một không gian của phim trường như thế này là cô nghĩ rằng là con và Nhung chắc chắn là có rất nhiều cảm xúc ha. Bây giờ cô sẽ đưa micro cho con để có đôi điều với mọi người, để thả lòng với mọi người chút xíu nè. Cảm ơn những người rất là nhiều. Và lời nói đầu tiên, con là Thiên Ngân xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang yêu thương anh Long và chị Nhung có mặt ở đây, một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, thì trải lòng thì con cũng không biết nói cái gì hơn ngoài cũng là cảm ơn quý cô chú anh chị có mặt ở đây đã yêu thương chị Nhung của con, yêu thương anh Long mới có mặt ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nói gì nữa? Dạ, thì phim trường này thì quá trời là nhiều kỷ niệm luôn rồi. Lần đầu tiên con tới đây là với mẹ Nhung. Dạ, cũng là phim trường mà không, phim trường là nói chung là con rất là nhiều kỷ niệm ở đây, vì là con đã thi solo cùng Bolero đến tận 2 lần cùng nghệ nhân đã ngồi chấm thi với con, thì ở đây cũng những giọt nước mắt, những tiếng cười cùng mẹ ở đây rất là nhiều. Và hôm nay được trở lại đây với lại mini show của chị Nhung thì cũng như là gia đình đoàn tụ vậy đó. Dạ. Dạ. Có cả em Hiếu ở đây nữa, là em Hiếu đã có một cái lễ trưởng thành rồi. Rất là vui cho em. Dạ. Chúc sinh nhật đi, chúc sinh nhật. Dạ. Dù là chưa được ăn sinh nhật của chị luôn á nha chị Nhung ơi. Bình thường á con hay kêu chị là chị Hiền thôi, nhiều khi cũng bị quen miệng á. Xong rồi chị quay qua hỏi chị Hiền nào cũng chưa có quen tên đó mọi người. Dạ, và sinh nhật của chị thì chắc chắn là sẽ có mặt của em rồi. Hôm nay cũng vậy, và em xin chúc cho chị có một tuổi mới lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười, trẻ trung, và lúc nào cũng được quý vị khán giả yêu mến như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc chắn là những người con của chị hai á, của chị Nhung khi mà đứng đây làm cái nhiều cảm xúc lắm, nên Diễm Quỳnh cũng mong muốn các bé sẽ có gì để tỏ bày. Nếu như mà chúng ta nói về Thiên Ngân á thì có một cái ca khúc mà cũng có kỷ niệm với chị Nhung luôn, mà cái ca khúc này á là con cũng hát rất là hay. Bây giờ con thử hát một bài thử xem, bài này thử xem 2 câu thôi nha. Coi mọi người có đoán được bài đó bài gì không? Thử coi mọi người có đoán được không? Nếu mà đoán được sẽ có quà luôn. Con ngồi trước. Không nhớ rồi. Cho những người thiếu nhau. Dạ rồi, giờ con xin phép hát câu. Dạ chắc là hát câu đầu. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng sống
đúng không ạ? À, có. Anh ở dưới cùng. Dạ rồi, em xin mời. Anh đứng lên, anh trả lời giùm em đi. Cô cũng được, dạ, hai gia đình luôn. Dạ, cháu Huy, cháu Huy. Dạ, cảm ơn chị Hoa. Chị Hoa là trợ lý của Hannah Phương Men. Người cho chị một tràng pháo tay được không ạ? Cái nhạc là linh hồn của đêm nhạc mà. Để ta trả lời. Rồi, hả? Dạ, dạ, xin lỗi, la lên cho chị nhận quà quá quên. Dạ, tình đẹp hậu giang có đúng không quý vị? Dạ, rồi đúng rồi, dạ em hỏi thêm câu để hơi mệt nè. À, thưa quý vị, ca khúc này cũng đã từng được chị Nhung của mình hát. Và trong một cái chương trình rất là hoành tráng không cậu? Và hát với một ca sĩ nào đó mà được mọi người rất là yêu mến luôn. Em nói luôn với nhau luôn đúng không cậu? Dạ. Dạ xin mời chị Áo Hồng. Duy Trường và Phi Nhung, tình đẹp hậu giang quý vị. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và chưa hỏi mà giơ tay luôn rồi. Cảm ơn con. Ngồi coi chương trình nha. Đắt nữa rồi còn nghe chị hát nữa. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn mọi người. À kính thưa quý vị, và bây giờ để cùng thay đổi tiết tấu của chương trình một chút, cùng tiếp tục phần tham gia của Nam Phương Band, nhóm này The Fuse, phần múa minh họa của vũ đoàn Hải Nam, chúng ta sẽ cùng đến với một loạt tiết tấu rất là dễ thương trong một sáng tác của nhạc sĩ Mã Thư Giang. Và hai gương mặt chính của chúng ta sẽ cùng hóa thân thành những hai gương mặt như thế nào để cùng mang đến chúng ta trong câu chuyện với tựa đề Trai Tài Gái Sắc. Xin mời tất cả quý vị. Quý vị đã cày view cho con. Và tiếp theo, một người ba gọi là ba xã hội, ba Tèo Diễm Phạm. Câu quá cảm ơn ba. Ba Tèo thì cũng lúc nào cũng âm thầm hỗ trợ các con hết, cho nên là nhân đây thì con cũng xin cảm ơn ba Tèo. Đặc biệt cậu đi mất tiêu rồi. Cậu ơi, cậu Huy đâu ạ? Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Con muốn bye gửi bye. Lời cảm ơn đến cậu Nguyễn Thanh Huy, Huy Family Showbiz YouTube đó mọi người.